Chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Anh Phi đã đóng xong 3 cục hàng rồi đây. Nhưng mà giữa cái clip nhanh các bạn để ý, anh Phi có dừng lại để anh Phi gói mấy món hàng cho khách. Đó là khách mua hàng để gói quà miễn phí tại Abo nhé. Gói Giáng sinh hay gói sinh nhật gì đó anh Phi cũng không có hỏi, nhưng mà có gói ha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé. Là gần ghi hình thứ hai, anh Phi đang ghi hình thì phải nhớ nó bị đầy cho nên anh Phi sẽ ghi hình lại. Tại vì anh Phi muốn nó tròn một clip, anh Phi up lên luôn, anh Phi sẽ không có edit lại ha. Clip này nó sẽ khá dài cho nên anh Phi không muốn edit lại. Thì chúng ta sẽ có hai đơn, một đơn anh Phi gửi về Phú Thọ ha, ở ngoài miền Bắc, một đơn gửi về Kiên Giang ở miền Nam, và một đơn anh Phi sẽ gửi về Đồng Tháp cho bạn Lê Thịnh ha. Lê Thịnh thì order là 6-7 con, anh Phi sẽ gửi cho bạn là 8 con và một con anh Phi đem xuống để bù linh kiện cho con 2200. Nó rất là giòn các bạn ha. Trong cái dòng hàng tồn kho này, Ngân Hà thì bạn Lê Thịnh có up một cái bài ở trên Facebook, anh có đọc được là từ khi mà Lê Thịnh còn nhỏ là Lê Thịnh đã mê cái dòng đồ chơi này. Nó cũng đã gần 10 năm rồi đó các bạn, nhưng mà cái chất lượng của nó thì vẫn rất là ok. Chẳng qua là những cái bộ sticker, những cái bộ sticker như vậy, có con còn dán được, có con không còn dán được. Nhưng mà với cái bộ nhựa trắng như vậy các bạn sơn lên cũng rất là đẹp các bạn ha. Nó tùy cái con nó sẽ có cái bộ nhựa khác nhau. Và nhiệm vụ của anh Phi khi test hàng cho các bạn thì sẽ đảm bảo là ti ngắn nè, ti dài nè, ti dù nè, đó là cái bộ số chuyển. Nhìn thấy cái bộ bánh răng này thì chúng ta sẽ biết nó là bộ số chuyển. Một chút xíu nữa anh Phi khui cái con 2200 ra, anh Phi sẽ cho các bạn thấy nó, nhìn cái bánh răng là biết nó là hộp số trực tiếp ha. Rồi cái này là niềng bánh, bánh xe ha, rờ le đầy đủ ha. Và đây thì anh Phi chỉ test cái motor nữa là xong nha. Nếu các bạn chịu khó lắng nghe âm thanh thì các bạn sẽ nghe cái tiếng e của cái gọi là cái gì ta, cái motor ha. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ làm gì ta, anh Phi sẽ cắt đây một miếng đi ha, để anh Phi gắn vô gắn ra cho nó tiện ha. Anh Phi sẽ soi một cái lỗ nha. Xôi một cái lỗ ở đây. Ý dạ. Rồi ha, để thử coi được không, ha. Này nó to hơn thì khi nó xoay các bạn dễ thấy hơn ha. Đây nè, nó xoay nè, thấy không nè, đó nè, đó nó ăn vô tay anh Phi nè, đó thấy không, ok chưa. Rồi anh Phi cứ ra ha. Ồ hay quá, dễ thương quá. Bây giờ anh Phi đã biết cách rồi ha. Bây giờ anh Phi quấn ở đây một miếng băng keo nữa để cho các bạn dễ thấy, tại vì nhiều khi nó tròn tròn nó khó thấy là nó đang xoay lắm. Vậy ha. Rồi anh Phi sẽ để qua một bên ha. Rồi xong, sau khi anh Phi test motor xong thì là anh Phi kể như test xong một con xe Ngân Hà và anh Phi sẽ lắp lại nha. Theo yêu cầu của bạn Lê Thịnh á thì cái quà tặng bí mật, cho nên hôm nay anh Phi sẽ test hết một lần 3 đơn hàng, sau đó anh Phi sẽ đóng gói cho 3 đơn hàng đó. Khi đóng gói thì anh Phi sẽ chuyển qua clip nhanh, cho nên các bạn sẽ không biết rằng anh Phi tặng con nào, để đảm bảo cái tính chất bí mật với Lê Thịnh. Tại vì Lê Thịnh nói là khi mà gửi hàng về mà yêu cầu á, tặng con nào á, mở ra không có cảm thấy nó gọi là hấp dẫn, cho nên là thôi kỳ này bí mật. Tại vì Lê Thịnh cũng đã đặt anh Phi một đơn rồi, anh Phi đã gửi về dưới một đơn rồi, còn đơn này đơn số 2 ha. Rồi xong một con, rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bỏ qua ha. Này là của không biết của Lê Thịnh đặt đó, hàng đó hàng đặt là 2805. Bây giờ anh Phi sẽ test tới con 2905. 2905 thì cái cách ráp nó cũng giống như dòng 28 nha các bạn nhé. Nó cũng là bánh răng chuyển ha, bánh răng chuyển nè. Này niền bánh, bánh xe cao su. Cái này cái đầu trước nó lại cho hai ha, nó sẽ ráp vậy. Tùy các bạn thích đầu nào thì ráp đầu đó vô ha. Đây, còn đây là cái phần lườn dưới. Được chưa? Cái phần lườn dưới nè, cái này đầu nè. Cái xanh xanh này là đầu nè, nó ráp với cái phần lườn dưới này ha. Rồi đây là cái motor, đây là bộ
gì ta, nó kêu bộ gì à, bộ phụ kiện à, cờ le đủ, ti dài, ti ngắn, ti dù, ti dài, ti ngắn, ti dù, ba cái rờ le đủ ha. Và nhiệm vụ của anh Phi vẫn y như cũ ha, là test motor, lúc nào cũng vậy hết các bạn, motor vẫn phải test, clip nhanh, clip chậm, clip gì cũng phải test. Nhưng mà chỗ này nếu mà cái ánh đồng nó sáng như vậy không cần phải dùng đầu dao cạo ha. Nếu mà các bạn nhìn thấy cái ánh đồng mà nó hơi đen đen á, các bạn cạo lên cho nó bóng. Còn nếu ai an toàn thì cứ dùng đây nè, cạo cái lớp oxy hóa nó đi ha, là nó sẽ sáng bóng, sáng bóng lên chỗ này nè, đó là nó sẽ ăn điện tốt hơn, nó vẫn nhiệt nó vẫn điện tốt hơn ha. Đấy, thường là anh Phi khi ráp để đua với nhau thì anh Phi sẽ làm như vậy. Ok, nó quay nè các bạn ha, rồi nó mất tiêu rồi, đây gắn cái cục này vô ha cho nó quay cho các bạn xem nha. Đấy, đó thấy không, đó thấy không, đó. Làm biết bao nhiêu lâu mới biết đó, mình có cái cục này có thể sử dụng được ha. Rồi cái này thì không bỏ vô đâu được hết, anh Phi bỏ đây đi nha, cái bịch của nó. Rồi đó các bạn ha, anh Phi test từng chiếc từng chiếc. À, sáng nay cũng đã là ngày 18 rồi, cũng rất là cận Noel rồi các bạn, cũng có một số vị phụ huynh là bắt đầu lo lắng rồi, lo lắng là không biết đặt hàng có về kịp Noel hay không. Thì anh Phi xin thưa với các bạn á, là đặt thì được, nhưng chuyện về kịp hay không là chuyện của ông trời. Tại vì đơn giản, thứ nhất hiện nay hàng Noel đã dồn lắm rồi, đã dồn các cái nhà vận chuyển lắm rồi. Cái thứ hai nó do vấn đề về dịch ha, dịch giả bây giờ nó rất là phức tạp nha, dịch giả nó rất là phức tạp, cho nên cái câu chuyện mà đang giao mà đụng dùng dịch nó khóa lại, nó không cho giao, hoặc mà đang giao mà cái người giao bị dịch ha, đi cách ly không thể giao được. À, con này là con 2249 nha các bạn nhé, ha, rất là đẹp, cái hộp rất là đẹp. Và chúng ta xem nhựa bên trong, à, nó cũng đẹp như nhau, cái ánh nhựa nó hơi bóng bóng một chút xíu ha các bạn ha, niền bánh đầy đủ. Và nhiệm vụ anh Phi sẽ lấy motor ra mà là chỗ này chúng ta khui dọc đi vậy đi ha, cho dễ ngồi, chúng ta dán miếng băng keo lại, tại cái bịch nó cắt sát quá các bạn, nên anh Phi sẽ khui dọc mà anh Phi sẽ dán băng keo chỗ này nha. Rồi cái lườn dưới nè các bạn ha, để dày luôn cũng được ha. À, cái lườn dưới nè, à, cái rờ le nè, ti ngắn ti dài nè, nè đây các bạn nhìn thấy cái bộ bánh răng như vậy nè, nó bỏ trong bịch dày luôn là biết nó hộp số trực tiếp, nó không phải là một cái dĩ để bánh răng, và này là bánh răng lớn nè, nó có một cái thôi, và hai cái bánh răng nhỏ, có bịch thì nó cho một, có bịch nó cho hai, anh Phi không hiểu được cái cách của nó ha. Bánh rờ le ok ha. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ test cái motor nữa là xong nhé các bạn nhé. Anh Phi cần một chỗ này cắt đi chó lẹ nha, rồi bỏ vô ha. Rồi anh Phi sẽ bẻ hai này, thường khi anh Phi làm anh Phi hay bẻ cái này lên cho các bạn lắm, để về nhà nhiều khi lỡ quên á thì anh Phi đã bẻ cong rồi, cong như vậy khi ráp vô á nó rất là dễ chạy. Ok chạy ha. Đấy, đây các bạn nói ok chưa. Thôi nếu các bạn tin tưởng anh Phi được á thì anh Phi không gắn vô đâu nha, gắn vô gắn ra mất thời gian quá các bạn ơi ha. Anh Phi test motor, nếu mà tin tưởng được thì khỏi nha. Rồi anh Phi chỉ việc dán miếng băng keo chỗ này, bây giờ đừng có rớt cái motor ra nữa là xong nha. Rồi đây các bạn, cái bàn này là các bạn kim loại, ngày xưa anh khi test xong anh Phi để vậy nè, cái dây dương dây âm nó chập nhau, nó dẫn điện nó kéo qua, nó hư cái dây sạc của anh Phi hoài à, cái dây nguồn anh Phi hoài à, cho nên thường anh Phi làm sao anh Phi quăng cái sợi dây xuống dưới là vậy, để cho nó đừng có bị dính cái bàn kim loại này ha. Ngày xưa cái bàn cái này là bằng đá, nhưng mà mấy viên đá nó bị bể nó hư rồi, cho nên là anh Phi không có anh Phi không có làm lại ha. Anh Phi làm cái bàn bằng inox, đạp ra đạp vô cho nó tiện ha, khi vô cho nó tiện. Rồi bây giờ thì tiếp tục test ha. Công tác test thì vẫn là muôn đời, nó vẫn test như vậy nha các bạn nhé. Rồi thì tới đây thì thực sự ra mà nói á là tất cả các hàng hóa anh Phi đều test như vậy, hai đơn Shopee hay là đơn anh Phi order trực tiếp qua Facebook, và Lê Thịnh thì cũng đã chuyển tiền 100% rồi ha. Cái đơn hàng của bạn á, là sẽ có cái số tiền phải thu là 0 đồng nha các bạn. Để anh che cái thông tin của Lê Thịnh lại nha. Đây nè, bạn đã thanh toán cho anh Phi 100% mà, cho nên là số tiền phải thu là 0 đồng nè, thấy không? À, cho nên nó là nó có nhiều cái góc độ lắm ha. Nếu các bạn tin tưởng Abo thì
Abo sẽ làm như vậy, đừng có lo lắng ha. Anh Phi test hàng cho các bạn nè, hồi nãy giờ đứng nói là 8 phút rồi đó, test xong cái này chắc đóng trong này chắc khoảng tiếng hơn à. Đấy ha, rờ le đầy đủ nè, ti ngắn ti dài, ti dù nè, rờ le nè, nhìn thấy cái này là biết nó bộ số gián tiếp nha. Nó sẽ có một cái cây ti dù, cây ti dù đây nè các bạn, nó có cái đầu dù, đầu đinh ở chỗ này nè. À, anh Phi kêu bằng ti dù ha, phải có cây này mới ráp được cái bánh răng chuyển nha. À, nếu không là khó mà ráp được cái bánh răng chuyển nha. À, cái dòng 250 á, thì các bạn lại không cần phải dán chích cơ ha. À, dòng 2500, 2501, 2502, 2503 thì không cần phải dán sticker ha. À, nó có sẵn sơn luôn rồi, nó sơn sẵn, nó sơn màu sẵn nha các bạn, rất là đẹp nha. Rồi về các bạn muốn mốt nó lên thì các bạn sơn lại. À, bạn Lê Thịnh, anh Phi sẽ giữ máy ở đây ở với tốc độ clip thông thường để test cái hộp hàng này. À, sáng nay thì Lê Thịnh có nhắn cho anh Phi là nếu còn 2500 thì anh tìm cho em một hộp, em lấy luôn. Anh Phi lên anh trên kho, anh Phi lục từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, anh Phi lục tất cả mọi ngóc ngách, anh Phi phát hiện anh Phi còn một hộp đây. À, hộp này là anh Phi ráng anh Phi tìm cho bạn Lê Thịnh. À, mẫu này là sư tử lửa 2500, còn mẫu này là sư tử lửa 2200. À, rồi anh Phi sẽ test cái con này đây. Con này thực tế ra là hôm trước còn một vài hộp, một hộp xấu anh Phi hay khui để anh Phi lấy linh kiện để anh Phi bù cho mấy cái hộp còn lại. À, rồi có bạn hỏi cũng hay là sau khi khui lấy linh kiện xong phần còn lại chú Phi làm cái gì. À, một là chú Phi giữ đây để làm quà tặng cho các bạn, hai là chú Phi bỏ đi, tại vì có những cái chú Phi lấy lường rồi cho nên không ráp được, chẳng hạn như lấy motor ra để bù cho các bạn, hoặc lấy cái bộ bánh bù cho các bạn thì cái này còn ráp được nè. Anh Phi bù mấy cái phần khác vô ráp được, còn nếu mà lấy cái lường hoặc lấy cái phần trên canopy trên á thì chịu thua, đem đi giục phần còn lại thôi. Nhưng mà bây giờ thường thì anh Phi hay bỏ trở lại vô các hộp để gửi thêm cho các bạn, nhiều khi các bạn bị thiếu cái này cái kia ha. Nhưng mà phải còn chỗ nha, phải còn chỗ, tại vì khi đóng hàng á là nó phải còn chỗ trống mới bỏ vô được, còn nếu không thì chịu thua nha. Rồi cái con 2500, thực sự anh Phi cũng rất là thích cái hàng 2500 này. Có một cái giai đoạn ở cửa hàng Abo á các bạn, đem cái này đi tặng nè, cứ mỗi 100.000 là tặng một chiếc xe. Có nhiều người ghé mua 1 triệu, anh Phi tặng 10 chiếc xe vậy nè. À, nguyên một bộ luôn, tặng riết mà khách hàng về đáp cái hàng ngán luôn á các bạn ha. Rồi anh Phi thử motor đây, ok quay nè ha. À, rất là ngon lành đấy ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bỏ cái này vào nha, còn phải còn dư chỗ nha, khi đóng hàng phải còn dư chỗ, bởi vì anh Phi mới nói với các bạn là các bạn đặt số lẻ đi, số lẻ từ 5 trở lên mới tặng được thêm một chiếc nha. À, bởi vậy anh Phi mới, tại vì khi đóng lại vậy nè các bạn, khi cái thùng bia nó vô á là hai nè, 1 nè, 4 nè, 5 nè, nó mới ra được một chỗ dư để anh Phi tặng ha. Đó, nó phải lẻ nó mới dư được một chỗ chỗ này để tặng đó. Nếu các bạn đặt 3 á mà có bù linh kiện thì thường anh Phi hay bỏ cái này vô đây, còn không có bù linh kiện thì chỗ này nó sẽ trống nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục công việc test hàng của chúng ta, nhưng bây giờ cũng đã 12 phút rồi. Thú thật các bạn coi cũng hiếm tới khi tới phút này lắm, hiếm tới khi mà các bạn nghe anh Phi nói được câu này lắm, tại vì thường các bạn coi 2-3 phút đầu là các bạn ngừng, hoặc là các bạn sẽ nhảy thời gian bật coi anh Phi có làm gì lạ nữa không. Rồi thôi bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua công tác test nhanh và đóng hàng cho các bạn xem, và chắc chắn anh Phi sẽ giữ bí mật cái hộp hàng được tặng trong cái đơn hàng của Lê Thịnh nhé. Rồi bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua clip test nhanh nha.